bạn trai Han Ye-seun bị dispatch tung bằng chứng là trai bao, có cả lời khai nhân chứng. Chỉ mới hơn 2 tuần trước, cộng đồng mạng Hàn Quốc đã vô cùng ngỡ ngàng khi Han Ye-seun tự công khai bạn trai kém 10 tuổi, tên Ryun Sung-jae trên trang cá nhân. Hẹn hò đã là chuyện nhạy cảm với các ngôi sao, ấy vậy mà nữ diễn viên lại không ngại công khai bạn trai, phát cẩu lương cho dân tình bằng những hình ảnh ngọt ngào. Ngay sau đó, netizen xứ Hàn truyền tay nhau tin đồn bạn trai Han Ye-seun là trai bao, còn nữ diễn viên đang cố tẩy trắng cho anh ta. Nguyên nhân là do YouTuber Kim Jong-ho, người tự giới thiệu là cựu biên tập viên của một tờ báo lớn và là một chiến binh gan dạ trong lĩnh vực truyền thông, trích dẫn một đoạn trong bộ phim Beastie Boys của Hàn Quốc và ám chỉ rằng Ryun Sung-jae cũng có xuất thân tương tự. Khi tin đồn lan truyền, Han Ye-seun đã công khai lên tiếng. Cô trực tiếp đối đầu Kim Jong-ho và nhấn mạnh: "Có phải mục tiêu của anh là khiến tôi phải nghỉ hưu sớm? Tại sao anh làm điều này với tôi? Tôi phải phản ứng thế nào đây? Ai sẽ bồi thường cho tôi? Khi những video này phá hủy danh tiếng của tôi với tư cách là một nữ diễn viên, thứ mà tôi đã xây dựng trong 20 năm qua. Tôi muốn phủi bỏ chuyện này bằng một trận cười. Tôi muốn nó tự biến mất đi, nhưng nó đã không như vậy. Và bây giờ tôi muốn biết tại sao. Tôi không muốn ra tòa. Tôi cũng không muốn lao vào một cuộc chiến pháp lý. Anh có biết trong suốt nhiều năm làm diễn viên, tôi đã đối mặt với bao nhiêu tin đồn và lời đàm tiếu. Tôi luôn nghĩ đó là những chuyện không tránh khỏi trong sự nghiệp của mình. Nhưng điều này, đây giống như một cuộc tấn công cá nhân nhằm mục tiêu khiến tôi phải chết. Thế nhưng đến hôm nay, mùng 2 tháng 6, chùm cuối Dispatch cuối cùng đã vào cuộc, hé lộ sự thật bạn trai của mỹ nhân họ Han chính xác từng là trai bao. Dispatch đã chụp được ảnh của cơ sở giải trí Ryun Sung-jae từng làm việc. Han Ye-seun và bạn trai gặp nhau lần đầu tại một quán karaoke không giấy phép tại Cheongdam, Seoul. Bạn trai cô từng làm tiếp viên nam, host. Làm tiếp viên không phải là điều trái luật, tuy nhiên nếu được trả tiền cho nhiều dịch vụ khác, đó sẽ trở thành vấn đề. Dispatch cũng đã gặp 3 nhân chứng trong vụ việc. Nhân chứng B giải thích: "Anh ta giống trai bao hơn là tiếp viên. Khách hàng nữ sẽ chọn tiếp viên, vì vậy cần phải có một số tiền lớn mới đặt được đúng tiếp viên mình muốn." Nhân chứng C thì cho biết: "Anh ta nhận được sự hỗ trợ tài chính từ nhiều phụ nữ có gia đình và cả phụ nữ độc thân đã ly hôn." C cũng cho vài bức ảnh làm bằng chứng và cho biết Ryun Sung-jae đã ngừng công việc làm tiếp viên từ tháng 9 khi mới bắt đầu hẹn hò Han Ye-seun. Nhân chứng D hé lộ Han Ye-seun đã cố tẩy trắng profile cho bạn trai. Han Ye-seun đã cố cho bạn trai ra mắt với tư cách diễn viên. Trong quá trình đó, cô đã có nhiều bất đồng với công ty quản lý. Xây dựng sự nghiệp mới cho bạn trai cũng được, nhưng Han Ye-seun đâu thể che giấu quá khứ mãi mãi. Những nạn nhân của anh ta vẫn ở ngoài kia. Bạn trai của nữ diễn viên cũng đã để ẩn trang cá nhân về chế độ riêng tư. Ryun Sung-jae được cho là bắt đầu xóa dần dấu vết quá khứ. Đầu tiên là hủy theo dõi những người cùng làm việc với anh tại cơ sở giải trí. Trước thông tin của Dispatch, công ty quản lý mới của Han Ye-seun, Koho Entertainment, lên tiếng phủ nhận ngắn gọn: "Chúng tôi đã xác minh và nội dung của bài báo là không đúng sự thật." Trước đó, nữ diễn viên Han Ye-seun đã có cách công khai bạn trai thẳng thắn trực tiếp, khiến không ít fan hâm mộ ngỡ ngàng. Cô đăng bức ảnh đi ăn cùng một người đàn ông, kèm theo chia sẻ: "Hãy để tôi giới thiệu các bạn với bạn trai của tôi." Sau đó, nữ diễn viên tiếp tục chia sẻ: "Cảm ơn mọi người đã chúc phúc cho tình yêu của chúng tôi. Bạn trai nhỏ hơn tôi 10 tuổi, thế nên tôi đã gọi anh ấy là Cún Con, một cái tên thật dễ thương. Anh ấy đáng yêu và ngọt ngào nên chúng tôi rất vui khi bên nhau. Tôi sẽ thật hạnh phúc trong tình yêu này và nỗ lực vun vén mối quan hệ." Theo các phương tiện truyền thông, người yêu mới của Han Ye-seun là một diễn viên sân khấu khá có tiếng trong giới. Anh tên là Ryun Sung-jae, 31 tuổi, được biết đến qua nhiều tác phẩm sân khấu như Lucky Romance, In the Burning Darkness. Ryun Sung-jae kém Han Ye-seun khoảng 10 tuổi, học tại Đại học Nghệ thuật. Trang ITN đưa tin rằng trước đây Ryun Sung-jae tham gia vào lĩnh vực diễn xuất truyền hình trong một thời gian ngắn. Tuy nhiên, sau đó, anh đã quyết định không theo đuổi sự nghiệp đóng phim nữa và chọn quay trở lại lối sống của một công dân Hàn Quốc bình thường. Tiếp đó, anh chuyển hướng sang sân khấu kịch. Tại Hàn Quốc, các ngôi sao thường rất hiếm công khai về cuộc sống cá nhân do lo ngại về quyền riêng tư và cả những ràng buộc hạn chế từ công ty quản lý. Việc ngôi sao ngoài người đẹp ra đời không ngần ngại chia sẻ chuyện tình cảm với công chúng và người hâm mộ, do đó khiến fan vô cùng ngạc nhiên. Nhiều khán giả chúc phúc cho diễn viên và mong hai người hạnh phúc. Đây không phải là lần đầu tiên Han Ye-seun nói về cuộc sống cá nhân và chuyện hẹn hò của mình trước khán giả. Một năm trước, nữ diễn viên đăng tải một video trên kênh YouTube của mình. Trong đoạn video, cô nói về cảm giác phát ốm vì độc thân. Cô nói rằng các chàng trai không rủ cô đi chơi. "Tôi tự hỏi tại sao họ không đủ can đảm hay tôi quá đáng sợ." Trước khi yêu bạn trai kém tuổi hiện tại, Han Ye-seun là một nữ diễn viên người Mỹ gốc Hàn Quốc. Cô xuất hiện lần đầu trong bộ phim sitcom Non-Stop 4. Từ đó đóng vai trò chính trong các bộ phim truyền hình như Cặp đôi kỳ lạ, Canh bạc nghiệt ngã, Tuyết có rơi đêm Giáng sinh, Sản sinh mỹ nữ, Cô nàng đào mỏ và Lượm nhạt tình yêu.